Đây, bắp bánh chậu của chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn nào mà chưa biết lắp cái bộ mà bán lề xoay á. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để lắp được một bộ bán lề xoay như vậy nha cả nhà. Đây, cái này là bán lề xoay nè. Cái này người ta có làm, người ta bán sẵn cho mình nha. Rồi về rồi mình tự lắp. Ở đây là một cái đế để cái băng lề lên đây. Thì thường thường là mình chỉ nghe là nó là cái bản mã thôi, nhưng mình ở đây là mình kêu cái đế để cho cả nhà dễ hiểu và dễ làm. Thì cái đế này thì mình lắp ngay trong cái góc cột này để mở được ba chiều luôn nha. Thì mình muốn lắp được mà mình mở được cánh cửa này nó ba cái chiều á, thì mình để ngay chặn cái góc này ngăn cả nhà. Đó. Ngay cái góc này. Đừng mình lắp một cái cửa vô nó hướng này và mở được hướng này và quạt ship vô. Thì đây mình cũng mời các bạn để tham khảo và coi để cái thức để lắp một cửa nha. Thì để lắp được một cái đế bản lề xoay này thì các bạn nhớ hàng vô cái đế này trước nha. Thì cái đế này là mình sẽ chấm cho nó chắc chắn luôn nha cả nhà. Rồi sau khi đó rồi mình sẽ đem vô mình lắp phía dưới chân trước, rồi mình mới canh chỉnh cái phần cửa cho nó chính xác, rồi mình sẽ lắp cái phần đầu sau nha. Rồi mình muốn mời cả nhà xem mình làm như thế nào nha. Rồi cả nhà xem video mình có hay và hữu ích đó, nhớ đăng ký cho mình một like nha cả nhà. Thì cái bầu cửa lắp cái bộ đế bản lề xoay này thì mình những anh thợ nào, mình chia sẻ cho những anh thợ nào mà chưa có biết lắp á cái bản lề này thì xem video mình thì xem chị kỹ từ chi tiết nha. Còn những anh em nào mà thợ cứng này có làm qua rồi thì những có cái gì hay hơn nữa thì sẽ bình luận phần bên dưới cho mình để mình biết mình làm nha cả nhà. Mình cũng chân thành cảm ơn nha.
Thôi, cái này mình đã lắp hai cái đế của cái bản lề xây xong rồi nè cả nhà. Mình phan xuống rồi mình hàn bên đây cái bên kia cái đã xong rồi. Thì để mình lắp một cái bát bắt vô cái cửa nữa rồi mình sẽ dựng bộ cửa lên cho cả nhà xem nha. Thì cái này nè mình nằm xuống dưới hết một phần phần máy nha cả nhà. Cái này nữa mình sẽ chấm xi măng lại. Mình đưa xi măng trắng lại cho nó bít cái mặt đó nhìn cho nó đẹp nha cả nhà. Này mình sẽ cắt hai miếng bát để mình bắt lên vô trong cửa nha. Cái này mình không có hàng cửa chết vô trong cái này nha. Mình xài bằng bát bắt bù lon nha cả nhà. Nữa mình có thay đổi bộ cửa nó rất là dễ chứ không có hàng chết vô trong cái bản lề xây này nha.
Rồi mình đã phang và bắt những cái bát vô rồi nè nghe cả nhà. Thì này mình xài là ốc 8 ly nha. Và miếng bát này để hàng cái đầu này đầu trên nha cả nhà. Đó. Mà bề ngang nó là 6 phân, mình phang hai con cù lông 8 ly. Rồi ở dưới chân này mình cũng có bắt cái bát kìa nè. Hồi nãy là cái đế mình đã hàng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái miếng bát này vô, là bề ngang nó kích cỡ là một tấc nha. Cũng phang hai bắt hai cù lông luôn nha cả nhà. Đây là bây giờ mình sẽ lắp bộ cửa lên nha cả nhà. Do trời nắng quá nên mình không có đem máy quay ra để mà quay trực tiếp ở ngoài mấy cái bản lề mình hàng cho cả nhà xem nha. Mong cả nhà thông cảm. Khi mình lắp đặt xong hết trơn rồi mình sẽ quay lại cái từ chi tiết cơ cổng cho cả nhà xem cái bản lề xe như thế nào nha cả nhà. Rồi cả nhà, bây giờ là cái bộ cửa cổng mình đã lắp những cái bản lề xây xong rồi nè cả nhà.
Thì cái cửa cổng này là cái thước bề ngang là 2m82 nha, lọt lòng. Chiều cao nó là 1m95 nha, cộng cả cái đầu bản lề luôn là 2m nha cả nhà. Thì bản lề này mình đã hàng ở dưới và đã hàng ở trên. Thì những cái này là mình bắt bù loan hết, chứ không có hàng vô trong cánh cửa luôn nha cả nhà. Thì bù loan này thì nữa là mình có thay hay gì kia nữa, mình tháo ra là mình thay. Còn cái bát mà bắt ở trong cột là Q4 với L4 luôn nha, để mình bắt cho nó chịu. Dưới chân này đã hàng nè, này là bề cái này là bề ngoài nha cả nhà, mé ngoài nhà, mé ngoài cổng nha. Rồi thì mình cũng chia sẻ về cách lắp đặt bản lề xây như thế nào cho nó đẹp và chuẩn nha. Thì chúc cho cô chú anh chị và các bạn luôn luôn an lành và nhiều sức khỏe nha. Thì công việc của mình làm thì hướng dẫn và chế những cái gì bên xây dựng cho cả nhà xem. Thì cái này mình lắp đặt được bản lề xây để cho các bạn có làm bên nghề xây dựng, bên gắn cửa cổng hàng rào, những người bạn nào mà chưa có từng lắp cái bản lề xây thì hôm nay nhìn cái cách để hướng dẫn của mình để mà làm theo nha cả nhà. Rồi hẹn cả nhà trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.